Ở ITB thì có rất là nhiều bạn trẻ, kể cả những bạn sinh viên mới ra trường đã có những cái mức thu nhập hơn 100 triệu. Và bạn hiện nay cũng đang mong muốn tìm kiếm những cái công việc mà chúng ta có thể tạo ra được cái thu nhập không giới hạn. Và đặc biệt nhất thì có thời gian để chăm sóc gia đình, có thể làm việc online và làm việc ở bất cứ nơi đâu mà bạn muốn. Thì bạn có thể tham gia gia nhập ngay môi giới ở tại ITB. Khi bạn tham gia vào cái chương trình đào tạo môi giới ở ITB thì bạn sẽ được đào tạo về tất cả các cái công việc về nghiệp vụ cơ bản của môi giới. Nhưng quan trọng nhất đó là bạn sẽ được đào tạo một cái công cụ, đó là Ichimoku chỉnh phát vô cùng là hiệu quả. Và bạn sẽ được đào tạo về các kỹ năng để phát triển khách hàng, đó là dùng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok hay là YouTube. Chắc chắn bạn sẽ được các hot streamer ở tại ITB kèm cặp để bạn trở nên thành công. Ở ITB thì đảm bảo cho bạn mức thu nhập từ 30 đến 50 triệu chỉ sau 6 tháng làm việc của ITB. Chi phí để bạn tham gia vào chương trình đào tạo môi giới của ITB đó là 24 triệu đồng. Nhưng bạn sẽ được giảm 50% nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của ITB vào tháng 5 tới. Và đây là một trong những cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể đồng hành và làm việc với nhau ngay từ đầu năm 2024 này. Một nguồn thu nhập không giới hạn. Và bạn sẽ làm được giống như những bạn trẻ ở tại ITB. Giống như các bạn có thể thấy ở ITB có rất nhiều bạn trẻ đã có tiền để báo hiếu bố mẹ như sửa nhà, mua xe và mua những cái đồ dùng mà mình thích. Để tham gia vào cái chương trình này, hãy ấn đăng ký ngay cái đường link ở bên dưới của video này. Xin hẹn gặp lại bạn sớm trong cái chương trình đào tạo tháng 3 và tháng 4 2024.